quên là treo mồi lên dính ngay. Có quên là khi treo lên thì cũng bóp rồi. Quên con dài rồi, nhầm nhầm nhặt thì đúng rồi. Đâu kìa? Đây chỉ đầu. Treo lên đi. Treo lên lại sao như thế rồi. May rồi. Lành quanh được chòe đấy. Lành quanh được chòe đấy. Chòe nó gần đấy đúng không ạ? Ừ. Không biết rồi. Kêu con chòe này. Con này con mái hay sao? Đây này. Báo. Con này báo hay mái trống trường? Đâu ở đâu? Đấy. Con này trống anh ơi. Con trống á? Ờ đang đen đen ngực như này. Trống. Đang. Hai con nào đá thì đá. Rồi con than báo trống cũng được. Mẹ con này cũng thế đeo này. Có con nào ở trên kia? Có con gì trên nóc lồng ấy? Con choe à? Ờ đúng rồi. Mẹ thần báo này đánh dễ, mang mái đánh tốt. Mang cái loại thần mái mà mái thuần ra nữa thì dính ngay. Mang than mồi trống đi đánh vào mắt. Đúng. Nó sợ. Đấy mang con than trống đi, có dính đâu mà. Càng vào đấy. Đừng quay xuống nữa nhá. Bên kia đang có mấy con không? Đấy. Đây, cháy bên kia kìa. Chết, chết rồi. Xong. Chết thật chứ còn gì nữa.